nói tục, chửi bậy, chắc chắn là anh em đã không còn xa lạ gì nữa. Và nhiều khi nó đã trở thành một thói quen, thậm chí một lối sống. Và hôm nay tôi có gì ở đây? C/7. Lúc đầu đọc tôi lại tưởng tên kênh phải là CR7. Đây là một kênh siêu siêu mới mà tôi mới tìm ra. Chửi, suy nghĩ, suy ngẫm lại thấm vào người. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem quan điểm của C/7 về việc nói tục chửi bậy sẽ như thế nào. Tôi Arthur, người Indonesia, mới học một chút tiếng Việt để tham gia thi đấu SEA Games. Đầu tiên thì tôi sẽ nhận xét về art của video. Thì chúng ta sẽ nhận ra ngay, đó chính là có sự đầu tư. Chúng ta có quyền hy vọng đây là một sản phẩm chất lượng với một nội dung tốt. Tăng ta lăng ta tăng tăng ta tăng ta tăng tăng. Rất là cầu kỳ đấy. Thằng kia mày bị đứt à? Mấy giờ rồi con áp? Trong cuộc sống mỗi người chắc hẳn ai cũng từng bị nghe chửi. Nhà tôi ở xóm chợ, từ nhỏ tôi đã quá quen với việc cãi nhau chỉ mắng đến từ mấy cô bán hàng ở chợ. Mày làm sao mày ăn đi? Mày thích gì? Mày thích gì? Hội đánh cờ ở quán trà đá hay từ chú xe ôm đầu ngõ. Ghét, chửi, bất bình, chửi, tự mình gây ra chuyện cũng chửi. Đồ ăn hại. Túm lại, cái việc mà nói tục nó đóng góp rất nhiều trong cuộc sống. Và nó xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cái cuộc sống này. Kể cả các bạn có không muốn gặp nó thì vẫn phải gặp. Đúng, đúng. Và tôi cũng muốn nói thêm, đây là một video nói về nội dung nói tục. Thế nhưng chắc chắn trong cái video này tôi sẽ không nói tục một từ nào hết. Và tất cả những từ nói tục xuất hiện trong video này tôi sẽ tắt tiếng toàn bộ. Ok. Dù bạn có thân hay không thân, quen biết hay là người xa lạ, đều có thể bị nghe chửi. Chửi có thể coi là hệ tư tưởng lâu đời, một tư duy văn học truyền mồm cực dễ học. Đầu tư, thực sự đầu tư anh em ạ. Nhờ những cái phân cảnh đoạn đầu rồi này, chợ chiếc rồi, những nhân vật phụ kèm theo này. Đấy, rồi những cái đoạn như thế này. Đến rồi cả cái đoạn này. Tôi thích cái cách làm việc nghiêm túc như thế này nhá. Xem đến đây thôi là like cái đã. Và tôi sẽ là người tiên phong nhấn đăng ký kênh. Chỉ cần là làm video có tâm thôi, đặt hết cái tâm sức của mình vào cái việc làm video thôi, tôi đã dành một cái sự tôn trọng rất lớn rồi. Truyền mồm cực dễ học. Chửi bình thường thì không hay, chửi sâu cay mới là người giỏi. Đã chửi thì phải chửi tập trung, chửi đúng trọng tâm, chửi chân thành bài bản. Về cơ bản được đấy nhờ, hay đấy. Tôi thích cái đoạn vừa nãy nhá. Nó phải là sâu cay để mà cái thằng nghe ấy, nó về đến nhà nó ngủ rồi sáng hôm sau dậy nó ngẫm lại nó còn phải cay. Tuần sau nó đang đi chơi với người yêu tự nhiên nó ngẫm lại nó còn phải cay. Và càng ngẫm thì càng cay. Đấy mới là nghệ thuật. Có các dạng chửi mà tôi thường gặp. Chửi trước mặt, chửi sau lưng, chửi so sánh, và cuối cùng chửi chơi chữ. Ôi trời ơi. Cái mà chửi trước mặt không nói làm gì, tại vì tôi không bao giờ dùng. Người ta đấm tôi sao? Chửi sau lưng tôi không bao giờ dùng. Thế mình thành thằng hèn à? Đúng không? Thế còn cái chửi mà chơi chữ, chắc là thực sự là phải trí tuệ mới làm được nhỉ? IQ phải cao ấy. Anh rất ít khi đi chợ, nhưng nhìn thấy em anh chỉ muốn đi chợ điểm gam. Cái gì? À, đây. Chợ điểm gam là chạm. Chạm điểm. Chửi cũng phải có tình tiết cụ thể, càng đáng thương càng dễ dụ. Ê gấu, sáng nay không vận cót hay sao mà đơ thế? Ăn gì cô làm? À, cho con tô phở. Ok con ê, lăn ra kia đi con. Ngoài phở chửi. Những người bị phở chửi. Hả? Tôi không hiểu tại sao người ta lại thích đi ăn phở chửi để bị chửi trong khi mình phải trả tiền. Hả? Phở nịnh thì ok. Có những người lại muốn được nhiều người chửi. Hả? Để mà được như vậy cũng phải có kịch bản, ekip đầu tư, phục trang bối cảnh. Sau đây xin mời chú rể Alo Phạm lên phát biểu. Kính thưa quý vị, tôi xin trân trọng thông báo đám cưới này là một có tên à bạn. Ok, thế thôi nhá, cái vấn đề là content làm đám cưới
của ông nào đấy thì thôi tôi không nhắc tên. Ok, gạt qua ở bên. Nhưng chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện là có những người muốn được rất nhiều người khác chửi, để đổi lại họ sẽ nhận được sự chú ý và nổi tiếng. Nổi tiếng bằng tài năng? Không. Nổi tiếng bằng những việc làm tốt? Không. Mặc dù đích đến của họ thì họ vẫn sẽ đạt được cái sự nổi tiếng. Thế nhưng theo anh em có đáng không? Oh my god. Bạn có cảm thấy khó chịu không? Sao tôi chưa nhìn thấy cánh tay nào nhỉ? Cái thứ mà tôi nghĩ trong đầu nhưng tôi chưa nói ra, để tôi chờ xem là nó có xuất hiện trong video này không. Thì đây, nó đây. Ông này làm tôi ưng. Hay tôi đưa bạn đi gặp Messi nhé. Khi bạn cảm thấy bất bình và bức xúc một vấn đề gì đấy trên mạng, vô tình chúng ta bị cuốn vào một cuộc tranh luận mà ở đó gồm các nhân vật. Top 1, anh hùng mạng. Sở trường, yêu cái đẹp, bảo vệ chính nghĩa nhưng viết sai chính đảng. Top 2, giang hồ mạng. Đến từ châu Âu, hay ăn cua hoàng đế, ân cần hướng nghiệp, phân tích cả giấc mơ, kéo anh em về bờ. Hôm qua tôi vừa làm mất của bố mẹ 500 tỷ nhưng hôm nay tôi đã kiếm được 1.000 tỷ. Top 3, chú Hề. Đây là những người yêu nghề, làm mọi việc chỉ để lấy tiếng cười cho mọi người. Nhưng nhược điểm hay yếu mềm, hay khóc đòi đổi chỗ ngồi, mong muốn sự cảm thông, thế mà vẫn bị ăn chửi. Top 4, TikToker. Đây là những người tự nhận mình làm sáng tạo nội dung, mệnh danh chiến thần, ăn rất nhiều, hay đi làm tóc, vui thì lắc đít, biết chơi bia, thành ra rất nhiều người chú ý. Hey yo, chào bà già đau khổ, hãy ăn suất cơm này và bất khổ đi nhé. Chửi là một dạng. Được đấy, được đấy. Rất nhiều thứ được đề cập trong video này. Dạng đàn áp những người có sức chịu đựng kém, gây ức chế và hạ uy tín đối phương. Nhưng cái người mà sẵn sàng làm người khác chửi mình thì cái mục đích của họ rõ ràng và lớn lao hơn nhiều. Tôi đã từng nghĩ rằng việc bị ăn chửi chỉ có ở những gia đình đơn giản như nhà mình, có bố làm công nhân, mẹ ở nhà nội trợ, để châm ngòi trong một cuộc tổng xì bà gia đình leo thang căng thẳng, thường diễn ra vào mùng 10 hàng tháng. Đó là ngày bố tôi lĩnh lương. Như bao người mẹ trong gia đình yêu cầu người đàn ông trụ cột xuất trình tiền lương, và bố tôi đưa mẹ làm triệu. Cái quan điểm sai lầm đấy của tôi được di. Thế tôi đoán bố ông chắc tên là Tuấn. Đấy là tôi đoán như thế nhá. Còn sai cho tôi xin lỗi nhá. Xét lại, cho đến khi tôi gặp bố mẹ thằng bạn, một gia đình có rất nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm, kiến thức cao, am hiểu nhiều, thì chửi càng sâu rộng. Chửi mà bạn không hiểu. Thật sự nhá, cảm giác như những người có học ấy, họ chửi mình nhá, họ mắng mình, mà nhiều khi nhá, mình nghe xong mình kiểu kiểu như mình được mở mang đầu óc ra một chân trời mới. Chửi mà bạn không hiểu là bạn ngu. Còn nếu bạn hiểu thì bạn nhục. Tôi dám chắc chẳng ai thích nghe chửi. Thường thì thích chửi người khác, và khi bạn cãi nhau sẽ làm mọi chuyện phức tạp. Ngoài gia đình thì xã hội bên ngoài tấn công tôi cũng rất nhiều, và sau rất nhiều trận giáp mõm để tự bảo vệ bản thân mình, thôi thì cũng tự cứu lấy mình. Tôi đã tìm ra cách dành riêng cho bản thân để trừng phạt những kẻ hay chửi. Hay. Chúng ta có rất nhiều nội dung nhé. Tôi nhận ra ở đầu nhé, các thể loại chửi khác nhau. Chửi trước mặt, chửi sau lưng, rồi vân vân mây mây. Tiếp theo, những thể loại người thích chửi, thích bị ăn chửi. Tiếp theo nữa, những cuộc cãi vã chửi lộn trên mạng với sự xuất hiện của rất nhiều bên tham gia. Cái tiếp theo nữa, và ngay bây giờ, đó chính là cách để anh em mình đối phó với việc bị ăn chửi. Chúng ta có đến 4 cái keyword ở trong cái video này. Muốn biết là gì không? Đó là một ánh mắt thất thần, một nụ cười ngờ nghệch. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi nghĩ rằng người đang tấn công mình là một loài động vật cấp thấp đang cố gắng giao tiếp bằng tiếng người. Tiếp theo đấy là bỏ đi trong sự khoan khoái. Vì sao? Khi bạn kết thúc trò chơi sớm, tức là bạn phá vỡ kịch bản, cũng tức là bạn làm chủ cuộc chơi chứ không phải người bị động.
cái cảm giác mà đối phương bị gạt sang một bên và vô hình trước mắt bạn khiến cho bản thân mình luôn là cờ trên. Thế nhưng mà nhá, khi mà bạn bỏ đi như vậy, bạn phải có thế thượng phong. Anh em hiểu ý tôi không? Chứ nếu mà kiểu bạn bỏ đi theo kiểu hèn, khả năng cao chúng nó sẽ đuổi theo và đấm bạn. Biết là như thế, nhưng trong cuộc sống và cả trong công việc, nhiều cuộc tranh cãi ập đến khiến cho chúng ta bị dồn nén đến mức quá đáng và không thể trốn tránh. Thế vậy thì tôi khuyên bạn hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần tốt, một tâm hồn đẹp nhất có thể, rồi chơi tới bến đi bạn. Về lâu về dài bạn vẫn phải đối diện, vậy thì giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt. Cái này thì tôi cũng đồng ý. Nhiều khi mình nhún nhường không phải là cách hay. Nhiều khi mình cao thượng cũng không phải cách hay. Cách hay nhất là phải đối mặt và chiến đấu. Biết đâu đằng sau cuộc tranh cãi ấy là những mối quan hệ khác được mở ra, là cơ hội bạn được nhìn nhận lại. Hàng ngày có rất nhiều thông tin cả tốt lẫn xấu hỗn hợp xuất hiện trong dòng timeline cuộc sống của chúng ta. Từ lúc chúng ta còn trẻ con, cắp sách đến trường, cho đến khi chúng ta lớn biết đi làm, rồi lập gia đình, mọi người đều khuyên và dạy chúng ta hãy ghi nhớ thật nhiều. Nhưng không thấy ai dạy chúng ta cách quên đi cả. Riêng tôi thì thấy là cái gì không tốt thì không cần lưu trữ trong đầu. Vì tôi nhận thấy có rất nhiều người bị tổn thương từ trong gia đình, với ông bố bà mẹ bốc đồng nhưng luôn đòi hỏi con cái sự kiên nhẫn, từ những định kiến của xã hội về đúng sai chuẩn mực, rồi công việc gây ức chế chúng ta hàng ngày. Tốt hơn hết, cái gì không vui thì không chơi và cũng không cần nhớ tới. Cứ suy nghĩ suy ngẫm lại thấm vào người, sớm muộn lại làm những chuyện dại dột. Hồi trước, mỗi tối có một bộ phim tôi rất thích xem, chiếu vào lúc 8:30. Đó là bộ phim Giày Thủy Tinh. Ồ, cái phim này, vậy thì tôi đoán luôn chủ kênh chắc cũng phải xem tuổi tôi, chắc cũng phải thuộc thế hệ 9X, có khi phải là 8X. Có khi phải là 8X. Bởi vì đây là một bộ phim tôi nhớ hồi đấy tôi bé tí, tôi cấp 1 luôn ấy. Wow, chắc chắn là những bạn 2K bây giờ rất hiếm bạn biết cái này. Bộ phim này có một cái kết buồn ơi là buồn luôn ấy. Bộ phim thì dài 1 tiếng, nhưng 9 giờ tôi đã phải đi ngủ. Như vậy tức là tôi không được xem 30 phút còn lại. Hồi đấy điện thoại và máy tính không phổ biến như bây giờ, đang hay thì đứt dây đàn. Việc bỏ qua một tập mà không được xem tiếp sẽ rất bực mình, khiến cho tôi không được thỏa mãn, luôn tìm cách chống đối. Nhưng cuối cùng thì vẫn không ăn thua, rốt cuộc vẫn bị chia cắt bởi phụ huynh học sinh. Những lần bị mắng chửi như vậy, tôi lại tìm đến bà ngoại. Bà là người bạn đi cùng tôi qua những câu chuyện vui buồn của một đứa trẻ với hàng ngàn câu hỏi vì sao. Bà cho tôi đi chơi, cho tôi đi ăn mọi thứ. Tôi được đà đi lang thang nghịch ngợm khắp xóm. Và mỗi lần như vậy, bà lại chửi tôi rằng với thằng chó con của bà. Theo bạn thì đó là lời lẽ của sự yêu thương hay lại là những câu chửi bình thường? Với tôi thì tôi chẳng cần biết, vì tôi vui sướng trong cái cảm giác ấy. Tôi gối đầu trên đùi bà. Bà nói chứ, bây giờ tôi muốn nghe chẳng được. Chửi trong rất nhiều trường hợp nó xấu, nó đem lại cảm xúc tiêu cực cho người nghe. Thế nhưng không phải là 100% nó đều xấu. Nhiều khi nó lại có một cái khía cạnh khác của chửi, là chửi yêu. Em thấy có đúng không? Chửi yêu nhá. Đấy, nó lại như thế cơ, không có cái gì tuyệt đối cả. Bà xoa lưng cho tôi, tâm hồn tôi tan chảy. Bây giờ tôi chẳng còn được nghe bà mắng như trước nữa, vì bà già rồi. Giờ đây thông điệp hàng ngày bà gửi gắm cho tôi là những cái gật đầu. Rồi tôi chợt nhận ra rằng cũng là chửi mà sao lạ quá. Yêu thương đong đầy và lăng mạ sâu cay cũng từ một câu chửi, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Chửi là một phần tất yếu trong cuộc sống và sẽ luôn tồn tại, vì nhiều lúc nó đại diện và phản ánh cho một xã hội chân thực nhưng cũng nhiều tiêu cực. Chửi không xấu, cách chửi mới xấu. Tôi mong bạn sống sót sau những câu chửi của người khác. Và nếu như bạn vẫn đang ở đây xem hết video này, hãy đăng ký cho tôi để chúng ta gặp lại nhau ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Một tràng pháo tay dành cho video đầu tiên. Nhưng chất lượng tuyệt vời đến như vậy, đây phải gọi là một nhân tố
bí ẩn mà tôi vừa mới biết đến. Và hôm nay tôi giới thiệu cho mọi người, và mọi người hãy nhớ đến cái tên C trên 7 này nhé. Tôi nghĩ đây là một ông thuộc thế hệ 9X. Thế nên là cái nhận thức cũng như là cái trải nghiệm nó có sự phong phú rồi. Vậy nên là tôi rất kỳ vọng vào cái video sau. Được rồi, và nếu như anh em thấy thích cái video này thì nhớ ủng hộ tôi một like với một đăng ký kênh nha, để giúp cho kênh Popro sớm đạt được 2 triệu người đăng ký. Thực sự là hôm nay sau khi mà tìm được cái kênh này và reaction cái video này, tôi thấy rất thỏa mãn, bởi vì là chúng ta vẫn còn rất nhiều ứng viên tiềm năng trong mảng làm animation mà chưa được nhiều người biết đến. Và hy vọng là sau ngày hôm nay thì kênh C7 sẽ có nhiều người biết đến hơn. Ok, thế còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý PopPro thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên tay phải để có thể nhận được những thông báo về video mới nhất của mình nhé.